Hey guys. Yeah, we're wearing the same. We're matching. No matching though. And my dad too. Yeah, mom is not doing it, but it's okay. Mom is not doing it, that's right. Cost less nha cả nhà. Trời này lần đầu tiên mình đi mình không biết có gì hết. First. Yeah, in case. Cost less. Could we? Tiệm này họ bán có bàn ghế rồi cả nhà. Họ để ngay phía trước ha. Thì khi mình vô cửa đó thì họ mở nhạc rất là lớn luôn, thành ra mình phải tắt cái nhạc và lồng tiếng thôi cả nhà ơi. Mùa này là họ đã chuẩn bị bán đồ Noel rồi ha, để trưng bày á. Noel ở bên phải mình là có những cái ra giường. Đó, cả nhà thấy cái thông không? Cái thông màu bạc. Đó, thì cái tiệm này cũng rất là lớn nha cả nhà. Họ bán đủ thứ kiểu. Thì mình thấy hình như họ cái hàng họ lấy từ chợ sỉ, hai chợ sỉ Costco và chợ Sam Club đó cả nhà. Thì hai chợ này rất là nổi tiếng tại Mỹ nha. Nói chung nguyên nước Mỹ thì nó cứ rải rác mọi nơi, mọi thành phố hết. Này có những cái áo. Họ bán cái giá rẻ hơn ngoài thị trường đó cả nhà. Này có dép, giày. Đó, lại có giày dép tiếp nữa nha. Đó, cũng có nhiều người họ đi mua đồ vậy ha. Họ đã bỏ đầy xe rồi. Đây có dép tiếp nha. Cái này dép nhựa. Đây có những cái thùng quần áo ha. Họ bán những cái quần áo gì mà lẻ tẻ không biết nữa mà cứ 2-3 đồng cho một cái cả nhà. Mình bóc vô mà nhiều lúc nó vừa thì mình mua, còn không vừa thì sẽ không có mua được ha. Tùy theo cái tạ người của mình. Đây, đây có thêm một cái thùng nữa cả nhà. Thì cũng có quần nè, cả nhà thấy không? Quần đó rồi cái áo. Ở đây họ bán rất là nhiều quần áo nha cả nhà, cho đàn ông và đàn bà ha. Rồi, vậy này là vậy giày. Giày dép. Rồi, bắt đầu vô đây là áo nè cả nhà. Đây là những cái áo lạnh. Cả nhà thấy không? Đó là những cái hiệu, toàn là hiệu của Costco không có nha. Đó. Áo lạnh, nhưng mà áo lạnh này cũng ok. Thì cái chất liệu của nó, họ làm rất là mỏng á. Thành ra mình mặc nó không bị quá hầm mà còn nóng. Đây này có tiếp những cái áo lạnh thun mỏng nha cả nhà. Cái nhà đó mấy cái áo lạnh. Cái áo này thì thường thường mình cứ khoác mình mặc ngủ ở nhà cũng rất là ấm nha. Nói chung là ở trong nhà thôi, ra ngoài thì đối với mình thôi, cái ý kiến của mình là nó hơi bị thường quá cả nhà. Không có gì mà sắc sảo. Đây tiếp tục ha, lại có những cái áo lạnh khác. Thì mình cũng gỡ ra để mình coi cho cái rõ cái kiểu mẫu cả nhà. Nhiều lúc họ để chật cứng nên mình không thấy rõ được. Mỗi cái là cứ khoảng cứ trung bình là 10 đô nha cả nhà. Cái giá trung bình là 10 đô. Đó, cứ 10 đô một cái, 10 đô một cái cả nhà. Thì cái giá này là cũng rẻ nha chứ không phải đắt cả nhà ha. Nó có nhiều size ha. Size M nè, size S nhỏ ha. Đó, và có size lớn. Đó, bé Đường ra mua được cái hộp bánh. Dơ lên cho mình coi coi nha. Cái này là mấy áo lạnh mỏng nha. Mỏng thun giống như là để khoác vô thôi cả nhà.
Mình đang ướm lên thử nha, có dừa không? Nhiều lúc mình không có dừa cả nhà. Đó, thì bây giờ bé Đường, đó, bé Đường đứng sau lưng mình, bé Đường giỡn tùm lum cả nhà ơi, quậy phá dữ lắm, tuổi này là tuổi quậy phá mà. Mình lại nhìn tiếp mấy cái áo kia nha, áo quần cứ quá trời. Mình đang tìm cái size của mình á, có vừa không nha cả nhà. Mì là để lấy đồ ít nhất. Yeah, budget. Này, đó, đó. Đó hai đứa nè, đó. Đó để làm sao hết đi con. Bắt đầu nóng lên rồi đó. There's a tripod in there. Thank you.
ức sa tế này. Rồi Amy thì ăn giá lù đu đổ ha. Mì ha. Gì? Không. Không, nó là cái quà.